Nhiều quá anh em ơi. Một buổi tối đi soi của ngày đẹp trời thật là tuyệt vời. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay lại là buổi tối đẹp trời anh em ạ. Tại vì ở chỗ mình mấy hôm cái thời tiết nó mưa phùn và rét ấy. Thì hôm nay là nắng ấm anh em ạ. Thời tiết nắng ấm này thì như theo như kinh nghiệm đi soi của mình là hôm nay rắn ráo sẽ lên cũng sẽ lên cây ngủ anh em ạ. Nên nay mình sẽ đi soi. Mình xin mời anh em cùng đi soi rắn ra đây với mình nhá. Anh em xem video thì nhớ cho mình xin một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em nhá. Xin mời anh em cùng đồng hành cùng mình nhá. anh em ơi, đây anh em lại một con chim à, con rắn á, ngủ quang không sáng không. Con này thì ngủ thoáng đấy, bắt dễ, không cần phải chặt. Rắn mùa này thì béo lắm anh em. Đó, mũm mĩm luôn anh em ạ, ngon lắm. Tại vì mấy hôm nó thời tiết nó mưa phùn anh em ạ, hôm nay nó hửng nắng này. Hôm nay thì ấm hơn một chút nên em lại tiếp tục cuộc hành trình đi soi. Rất là đẹp anh em ạ. Béo múp mít luôn. Hôm nay anh em đánh chim đêm chắc là cũng được nhiều đây. Tại vì nắng ấm chim sẽ đi nhiều hơn anh em ạ. Đây là con giáo rồi anh em ơi. Con này ngủ cao hết. Chút xào để kẹp hơn anh em ạ. Quá ngon luôn. Ui ui. Kìa con nữa anh em ơi. Anh em ơi. Đây con nữa. Đấy, thấy chưa? Hay không? Em ơi. Đây. Vừa một con xong. Đây thêm con nữa rồi anh em ạ. Con này sắp lột xác. Đây con đấy thấp thì vồ thôi anh em ơi. Con này mạnh hơn. Ui giời ơi, sướng quá. Thời tiết đẹp lên rắn cũng lên đẹp anh em ạ. Một vòng bờ ao này đã được một em chim và ba em rắn rồi anh em ạ. Cầu sau tối hôm nay sẽ bội thu anh em nhé. Đây lại một em giáo nữa rồi anh em, nhìn thích thế nào. Nghe thấy không? Quá ngon luôn. Hay không? Bắt sướng quá anh em.
Bảo này đẹp quá anh em ạ. Cái này mày không? Vàng ươm. Hôm nay có vẻ là khá là một ngày may mắn đẹp trời anh em ạ. Bởi vì cứ mưa rét mấy ngày rồi, hôm nay nó có trận hửng nắng và thời tiết ấm hơn ấy. Nên rất là phù hợp đi soi tràn giáo đêm anh em nhé. Anh em ơi, ui giời ơi, lại một em nữa, sáng bóng đẹp lộng lẫy luôn anh em ạ. Ngủ thấp không phải kẹt nhé, cứ nhẹ nhàng nhúc thôi, béo không. Đây lại thấy một em ăn giáo rồi anh em ơi. Ăn giáo hay là thủy lửa? Ăn giáo anh em ạ. Bóng lắm, ui ui to không anh em này. Anh em ơi, ui giời, mày thế. Nhưng mà ngủ hơi xa xa anh em ạ. Đây, bây giờ em sẽ kẹp nó anh em nhá. Nó hơi xa, phải rút cái sào dài ra anh em ạ. Cái này kẹp luôn anh em ơi. Mẩy lắm. Ui ui, chữ xào anh em ơi. Võng xào luôn. Quá phê pha anh em ạ. Ui ui, mẩy không. Ơi, anh em nhìn này. Toà thế. Anh em ơi, ui ôi, đẹp thế nhỉ. Anh em ơi, quá đẹp luôn. Sướng quá anh em ạ. Cái đuôi làm sao kìa. Anh em nhìn này, vàng óng luôn. Hôm nay là một ngày quá là đẹp rồi anh em ạ. Cũng được khá rồi anh em ơi. Đã quá. Anh em ơi, lại tiếp tục một em đánh giáo rồi anh em ơi. Đấy, ngủ đến ngọn cây vải luôn. Lại phải kẹp thôi anh em ạ. Để rút kẹp ra anh em ạ. Thế này kẹp nó anh em. Hay à. Hơi khổ anh em. Cái bài này. Đất này đất rắn mất. Thôi là phải trèo lên bắt thôi anh em ơi. Kẹp rồi nó phải lên cây. Kẹp được một vòng của nó thì ngon anh em ạ. Kẹp được cái đầu cá vít lên thôi.
nó ngủ nó quấn vùng tròn cái cây đấy anh em, nó quấn vùng tròn một cái cây, thế là kẹp được của nó, thế là lên bắt phải lên gỡ mới được. Có kẹp nhưng mà con này vẫn hơi vất vả anh em ạ. Kẹp xuất sắc cả người, con rắn rắn cũng đau luôn, tại vì nó trôi, nó chui vùng quanh cái cây kẹp không rớt được ra. Ô, tiếp được có hàng rồi anh em ạ. Em nhìn này, em thấy không? Tiến hành kẹp nó luôn. Con này chưa kịp cho vào anh em ạ. Tiến hành kẹp con kia luôn. Một em sắp lột xác, còn em này thì lột xác lâu rồi. Lấy kẹp vào tí đuôi, đứt đuôi đấy anh em này. Kẹp nó cuốn vào cây ấy. Đây là đứt một cái đuôi của nó. Đây nó. Đợi em nhé. Ôi ôi, đã thế. Anh em có thấy mình nói có thế nào? Mình nói theo cái kinh nghiệm bắt rắn của mình thì mình nói chọn thời tiết đi soi rất là đẹp anh em ạ. Mày được khá nhiều rồi. Rất là vui anh em ạ. Nha, mẩy không, quá là béo luôn. Đây nha, tuyển hàng đẹp, cực đẹp luôn. Đây, đã kết thúc một buổi tối soi rắn của em rồi đây anh em ơi. Quả tuyệt hàng đẹp anh em ơi, nhìn quá đã. Bây giờ em sẽ cho thằng túi này cho anh em chiêm ngưỡng nhập sướng nha. Đây bây giờ em đã dồn sang cái túi, cái này nhìn cho nó đã anh em. Hôm nay tuyệt hàng mẩy luôn, thời tiết lựa một ngày đi soi rắn quả là hiệu quả anh em. Đây này anh em ơi. Quá
quá đã luôn.